Ơi, mến chào các bạn. Trời ơi, lâu lắm mới về bộ ZK950 ha. Đây là bộ này thì nó không có đề. Và bạn xích ra cái coi chốt thì từ từ chốt để mình quay cái nè. Ở đây còn rất là nhiều cái loại này mà. Rồi, con này có đề nè. Đó, có cục đề nè. Z950 ha. Dạ, có bình nè. Nhưng mà giờ mình thấy con này thì nó quá đẹp, quá mới. Nước sơn zin ha. Đó. Wow, vàng sới à. Ô, vàng sườn ấy còn sơn bóng láng ha. Bọc bô luôn, quá đẹp. Rồi, ZK950 ha. Quá đẹp luôn, từ A đến Z ha. Vàng sới nè các bạn nè. Đây, vàng sới nè, sơn bìa luôn. Rồi, để mình lùi. Ui. Gì đây? À. Đó. Rồi. Đây như mấy cái vàng này nè, tháo ra rất đơn giản ha. Bạn vặn con ốc này ra. Một con này ra thôi. Xong xuôi bắt đầu rồi, bạn gật cái cần này. Cái cần này hiện tại là đang khóa lại rồi. À, mình tháo con ốc này ra nè. Tháo hai ốc này ra, vặn hai ốc đó ra, gật cái là nó rớt thôi, đơn giản vậy. Gật cái là nó bung ra, cái ốc đầu mình hạ hàng kia xuống cái là ra xong. Đó. Quá đẹp các bạn. Động cơ nè. Đẹp nhức nách luôn. Đó. Đó, còn gai luôn. Động cơ E950 trừ K. Thiếu cái tay quay nè. Dạ. Tay quay nhỏ ha. Động cơ này thì 9,5 ngựa. Từ 8,5 đến 9,5. Cái nắp này hơi xét uổng nè, kiếm nắp mới bỏ vô cho nó đủ bộ. Rồi. Đèn đóm đồ con đẹp ha. À, vàng sới bề ngang bao nhiêu ta? 6 tấc. 6 tấc coi nhiêu dao, 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18 dao. Rồi, mình đã quay nổ rồi các bạn nè. Đó. Cái thằng Kubota thì cái máy nó lên á, nó chậm chứ nó không có nhanh như thằng Yanma, nhưng mà nó lì. Ta thì lên chậm chứ nó không nhanh bằng thằng Văn Ma, nhưng mà nó lì. Con này giá nhiêu anh? 6 triệu. Quá đẹp ha. Cái này là
Cái này bánh xe có rồi ha, cái này là để mình sẽ mở xẻ luống à? Đúng rồi, bỏ cái lưỡi xuống rồi. Ép luống, ép ra thành hai cái luống. À, vỏ viết đồ này nọ còn quá đẹp anh ha. Vỏ đồ ngon ha, dàn sườn đồ còn mới tôn ha. Này sao lỏng vậy anh? Tiếp như vậy à, đây là số 2 tầng hả? Có 6 số, 6, 6 số trực tiếp, 2 số dè, 2 số lui, 1 số tới, này số sới, còn cần này cần gì anh? Ngắt sới hả? Ngắt khẩn cấp, khẩn cấp đúng không? Ngắt khẩn cấp, ủa? Xả ở đây mà nó đâu có ăn đâu. À, chưa tỉnh tới hả? À. Nhắc khẩn cấp đúng không? Ví dụ mình vô đây nè là nó chạy rồi, nhưng mà đều có cái là mình kéo không, đó là nhắc khẩn cấp. À. Vô nó mới sới phải đúng không? Đúng không? Vô nó mới sới. Đúng rồi, nó mới sới nè. À. Lúc mà mình ví dụ mình muốn đánh vòng lại thì mình phải về mình nhắc. Cái này nó sới lui, chạy lui nó sới không anh? Sới chứ. Hả? Xong có một số con máy là chạy lui nó không sới anh? Chạy lui nó không sới là do nó có cái cò khóa luôn nè, nếu mà muốn sới ve mở ra thôi. Mà cái này nó có cò không? Có chứ, cái à. Có, giờ nó không cho vô nè. À. Giờ mình mở nó mới vô được. À. Không, bây giờ anh thử anh chạy ve lại coi. Bây giờ anh bỏ con này ra nè. Bỏ con này về số 0 đi rồi, bây giờ anh bỏ con này vô. Nè, nó vô nè. Nó vô được mà. Hình như là chiều lên này là nó thấy. Chiều lên là nó không chịu nè anh ơi. Thành như vậy á. Một chiều tới nó không nó chẹt. Con này á, mà anh muốn gật cái cần này ra mà để anh mở dàn sới á thì anh phải tháo hai vít này ra nữa anh ơi. Phải không? Tháo không? Không có tháo con này. Cái này. À cái này nó bật, cái ngàm nó bật. Này ngàm nó bật đúng rồi, mình gỡ nó thôi. Đây. Đúng rồi. Gật này ra là ra thôi nè. Gật này ra là mở thôi, mở con ốc này ra. Mở con ốc này ra. Mở con ốc ra, kéo con này ra, xong gật này cái là nó rớt ra, là đẩy ngang qua cái là rớt nguyên cả bộ ra luôn. Thì ra là thế. Đơn giản ha. 950. Không có đề ha. Chốt rồi hả? Chốt chưa? Bạn tên gì? Đắk Lắk à? Hai anh em ở Đắk Lắk xuống hả? À? À? À Đắk Lắk. Đắk Lắk huyện nào em? Thành phố ấy. Thành phố Buôn Mê Thuột à? Ờ, thấy ở ngoài thành phố thấy họ cũng bán dằn mấy sới này nhiều lắm à. Đi dọc dọc về phía ra phía ngoài thành phố với lại đi về phía huyện Đắk Lắk á. Em thích về Sài Gòn TV. À thế. Trời, cảm ơn nhiều nha. Anh ơi, có nhiều bạn nói muốn là tháo cái dàn sới mà không biết đường tháo. Và anh có thể chỉ để tháo dàn sới như vậy được không anh? Dân ma vậy nè. Dân ma thì nó dân ma thì chỉ có tháo cái này ra. Dạ. Rút mặt sơn ra. Dạ. Mở hai ốc ra rồi đuôi rớt ra thôi. Ủa dễ vậy hả? Trời ơi. Em hôm bữa trước em kêu con kia mà nó đi tháo luôn mấy này ra. Nó bị đụ nó cùng nó biết rồi, đợi đây rồi nó chỉ có hai con ốc này ra. Dạ. Mà sao có nhiều người nháo quá anh ơi. À, anh gặp xuống cái đuôi rớt ra rồi. À, vậy hả, đơn giản hả? Vậy là tháo hộp sên này, rút sên ra. Xong cái bắt à, đây nó có hai cái bợ nè, cái ngàm bợ nè. Nó gắn lên đây rồi. Dạ rồi, cái mình bắt vô thôi. Vặn hai ốc này ra cái là gật cái là rớt ra. Ráp vô là bỏ gật vậy là rớt ra. À, lắc vô. Có vô ngay cái ngàm đó, bắt hai ốc nó vô rồi bắt đầu bắt hộp sên vô. À, quá đơn giản ha. Con cú bú ta. Cú ta sao anh? Cú ta thì nó cá. À. À đây cua ta nè anh nè. Không. À, như con này thì anh mở một cái đầu này thôi. Dạ. Anh mở một cái đầu này rồi bắt đầu cái chốt này anh gặp xuống một cái là mở một cái đầu thôi. Rồi. Là gặp ra là cái này nó ra dưới cùng với cái này luôn. Anh lắc nghe. À. Lắc nghe là nó nhả ra, rớt ra luôn. À nó nhả ra chứ mình không phải tháo cái hộp dưới này. Không.
À, à thằng này nó cứng ngắc luôn mà anh. Thì thằng đó nó không tháo đó. Dạ. Đầu trên thôi. À, tháo đầu cho anh thôi. Rồi mình gạch cái cần này cái. Rồi cái đó cái nó phá cần chứ nó không sạch. Đó là ốc người kia đó nó tháo. À, anh cầm cần anh kéo một cái xong cái anh gạch xuống anh đẩy ngang cái là ra. Ồ, đơn giản ha. Quá đơn giản. Rồi như này cũng vậy hả? À? Xài cần luôn hả? À? Vậy đó. À. Này nó cũng vậy nè. À là nó có cái cần này. Này nó cũng dòng họ của ta mà. Dạ của ta. À cũng cái cần này. Kéo đây. Vặn ốc này ra, kéo đây gạch xuống cái là ra. Ồ, đơn giản quá. Vậy mà có người là quá trời là khó cái em nó chỉ mà. IT này thì là khác à. À. IT này tháo sao anh? IT này anh tháo rút hộp sơn ra. Dạ. Cái cò phá đó nè, bật dày cái, bật bên kia ra cái là rớt ra thôi. Ủa nó đơn giản vậy hả? Rồi anh đưa vô cái ngàm này đúng không? À. Rồi đưa vô đây bao, có dạ. Anh đẩy vô thì nó kẹp vô. À, nó xài một đó. Cái cò giống như là cái thành anh kéo ra rồi đó. À, kéo ra vậy thôi. À, nó giống như là cái cảo vậy. Đúng rồi, như vậy. À, là mình vặn này ra. Vặn này ra là rút một sên ra đúng không? Thì mình gạt hai đó ra. Nói chung Nhật nó chế cũng dễ mà. Chẳng qua là do người ta không biết thôi. Nhưng này em thấy khó nè. An này thì vặn ốc này ra hả? Gãy cái tay rồi. Vặn xài như kia nó ra mà. Vặn hai ốc này ra chứ. Không. Vặn hai ốc ra. Hơi khác chút. Khác anh, vặn hai ốc ra anh. Vặn hai ốc ra luôn. Vặn hai con ra luôn. Nhân này gạt nè. Nhân này là phải cần gạt nè. Nhân này gạt nè. Dạ, nó gạt hạ chốt xuống nè. Nói chung quá đơn giản, chỉ có cái này nè là phải tháo bốn ốc ra nè. Sáu con hơi bị phê ha. Nói chung tháo ra cũng đơn giản các bạn. À, nhờ cái này giờ mình nhìn coi thôi thử coi ha. Giờ ổng không thử coi mình biết điều mình tháo không. Rồi ở đây nó có hai cái con tặng đưa để cho giữ cho chắc nè. Tháo hộp sên ra. Đúng rồi. Bằng hộp sên này ra nè. Rồi ở đây nó có cái cần bật nè. Mình đóng cái cần này xuống. Đẩy cần này xuống là nó sẽ dỡ cái ngàm ở dưới ra, là mình gật cái là nó rớt cái ngàm trên ra thôi. Đây rớt cái ngàm trên ra nè, đơn giản nè. Đây rớt cái ngàm này ra thôi nè. Đây nó có ngàm dưới nó móc nè, nó móc qua lò xo nè, mình đẩy cái đó lên, đẩy nó lên là nó dỡ móc lò xo ra, đơn giản mà. Rồi đây nhìn Kubota đi ha. Kubota thì tháo ra đơn giản, nó có cần nè. Mình cứ việc vặn này ra. Vặn một cái này ra thôi. Gạt đôi cái là rớt, hạ xuống là rớt. Đây, Kubota nè, đó, y nhau mà mấy Kubota đẹp quá ta. Đẹp quá. Rồi dân ma đây tháo hai ốc này ra. Rồi nói chung cũng rất là đơn giản để tháo một cái dàn sới ra thôi các bạn ha, để bỏ lưỡi cày đồ vô ha.